là một giang hồ mới nổi tuy tuổi đời khá ít nhưng Hồ Quốc Khánh tự là Tèo Chùa, sinh năm 2000, được viral như dân anh chị thực thụ. Ngoài những hình xăm kính người, Tèo Chùa còn đeo dây chuyền vàng to để rau dài cho ra dáng đại ca máu mặt. Mới đây, Tèo Chùa chính thức bị khởi tố bắt giam về hành vi chém người. Hồ Quốc Khánh sinh năm 2000 trú tại phường 2 thành phố Đà Lạt, không có bạm trợn như những đại gia giang hồ lâu năm. Dù nuôi râu dài, đeo vòng vàng hầm hố hay xăm kính người khánh vẫn còn nét mặt của một thanh niên mới lớn tuy nhiên không đơn giản mà dân Đà Lạt lại gọi khánh tèo chùa là dân anh chị giang hồ bởi ngay từ khi còn nhỏ khánh sớm nhiễm thói côn đồ thuộc thành phần bất hảo thường tụ tập một nhóm thanh niên có các hoạt động vi phạm pháp luật ở khu vực chợ đêm Đà Lạt thuộc diện đối tượng bị công an thành phố Đà Lạt theo dõi được biết vào ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại một tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Công Trứ, Tèo Chùa và Nguyễn Đình Tuấn A, sinh năm 1982, trú phường 1, thành phố Đà Lạt xảy ra mâu thuẫn. Tèo Chùa lấy dao chém A bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Ngay khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an thành phố Đà Lạt, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt phối hợp với đội điều tra, tổng hợp tiến hành điều tra, làm việc, lấy lời khai với các nhân chứng, người liên quan. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định thương tật với bị hại Nguyễn Đình Tuấn A. Ngày 30 tháng 4, từ kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y tỉnh Lâm Đồng, nạn nhân được xác định bị thương tật tỷ lệ 62%. Lãnh đạo công an thành phố Đà Lạt giao đội điều tra tổng hợp củng cố chứng cứ pháp lý, đề nghị viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quốc Khánh để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích vào ngày mùng 3 tháng 5. Hiện nay có rất nhiều đối tượng trẻ tuổi bị sa đà hoặc bị ảnh hưởng bởi thói côn đồ, có suy nghĩ ham ăn lười làm, thích hưởng thụ. Tèo chùa chỉ là một trong những thành phần như vậy. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ những đối tượng liên quan. Sẽ còn những ai tiếp tục theo chân tèo chùa xa lưới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những video tiếp theo.